Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh lắp của Hải Thì nội dung trong video này mình sẽ cập nhật một xíu về cái thằng Omega Network nha các bạn Đây là cái Twitter mới nhất trên trang Twitter của thằng Omega Network nha Và nó thông báo với cái nội dung cụ thể như sau Chú ý hệ thống rút tiền Omega Network mới sẽ bắt đầu hoạt động trong ứng dụng của chúng tôi vào lúc 2 giờ chiều giờ UTC hôm nay thì 2 giờ chiều tức là khoảng 21 giờ Việt Nam nó khoảng 9 giờ tối giờ Việt Nam đó các bạn thì nó sẽ cập nhật cái hệ thống rút tiền luôn nha các bạn, tức là chúng ta sẽ rút từ cái thằng app khai thác Omega Network lên sàn luôn nha các bạn. Và lúc này thì chúng ta không cần rút qua một cái ví trung gian, ví ví dụ như là ví MetaMask hoặc là ví OKX chẳng hạn thì chúng ta không cần nha, chúng ta rút thẳng từ Uh, tài khoản Omega Network chúng ta rút lên sàn luôn, còn sàn nào thì các bạn tự chọn. Các bạn có thể clip vào đường link bên dưới phần bình luận. Hiện tại mình có để mấy cái đường link đăng ký những cái sàn các bạn uh, có thể clip vào để mà đăng ký những cái sàn giao dịch nhé các bạn. Và phía bên dưới nó có ghi nè các bạn nè. À, một lần rút tiền cho mỗi tài khoản trong một ngày tức là hiện tại á, một ngày nó sẽ mở cho các bạn một phần trăm hai mươi phần trăm thì nó đã mở cho các bạn rồi khi mà các bạn vượt qua KIC thì nó sẽ mở cho cho các bạn hai mươi phần trăm số omega mà các bạn đang sở hữu rồi 75 phần trăm còn lại nó sẽ mở cho các bạn nó là một phần trăm trong vòng một ngày nha thì một phần trăm trong vòng một ngày á, thì chúng ta có thể rút thẳng luôn nha các bạn rồi tiếp theo đó là xử lý ngay không cần chờ xác nhận hàng ngày đó các bạn ạ à, khi mà các bạn rút thì nó sẽ rút thẳng luôn nha các bạn và khi mà rút thì chúng ta có thể vào đây để rút nè các bạn nè à. như theo dự đoán của mình thì các bạn bấm vào dấu ba gạch nè các bạn vào cái phòng ví nè thì ở đây á Uh, nó cái cái số dư của các bạn nó sẽ ở cái ví đó là omega wallet và khi mà các bạn rút á, thì nó sẽ mình có thể rút trực tiếp tại đây luôn khi mà số dư của các bạn chuyển xuống màu vàng nè tức là số dư có thể chuyển xe á là các bạn có thể rút nha khi mà nó chuyển xuống màu vàng là các bạn có thể rút bất cứ lúc nào khi mà nó cập nhật các phiên bản mới nha các bạn cho nên các bạn không cần thông qua một cái ví trung gian metamask hay là bất cứ một cái gì cho nó rầm rà rắc rối nha các bạn thì thằng omega này nó đang um, phải nói là đơn giản hóa một cái vấn đề rút lên sàn luôn À, bởi vì lúc trước nó phải thông qua cái quý có nhiều bạn không biết làm như thế nào cả khi mà các bạn vượt qua KYC và các bạn cũng không biết rút như thế nào thì hiện tại nó cho chúng ta rút cái, cái, kiểu này thì rất là đơn giản nha các bạn đưa trực tiếp lên sàn luôn nha các bạn và mình sẽ cập nhật một chút về cái giá của nó trên sàn nha các bạn à, và đây thì cái giá trên sàn đây là sàn OKX nha và bạn nào muốn giao dịch à, bán cái thằng Omega này trên sàn OKX á, thì các bạn có thể click vào đường link bên dưới phần bình luận để mà đăng ký để mà giao dịch nha các bạn và như các bạn đã thấy thì cái giá hiện tại của nó đang xuống khá là thấp nha các bạn là 0.04 rồi và nó vẫn đang có cái xu hướng là giảm nha các bạn. Đây là giảm khá là sâu nha. Và uh, theo mình cá nhân mình thôi nha các bạn, cá nhân mình dự đoán á thì nó sẽ còn giảm xuống nha các bạn. Uh, bởi vì khi mà người ta khi mà cái thằng Omega Network á nó cho trả một lượng coi lớn về trả một phần trăm coi đó về quý cho chúng ta Và nó cho rút trực tiếp từ cái mà khai thác Omega Ứng dụng khai thác Omega lên sàn trực tiếp á, Thì sẽ có một lượng coi lớn được đẩy lên sàn nha các bạn Từ đó thì cái giá này mình nghĩ có nhiều người sẽ còn xả nữa nha các bạn Cho nên giá của nó sẽ còn xuống nữa nha các bạn Cho nên nếu mà bạn nào có mà đầu tư á, Thì các bạn không nên mua ở thời điểm hiện tại nha các bạn À, đây là mình nói những bạn nào đầu tư thôi nha, còn mình thì mình không khuyến khích các bạn đầu tư nha. Một khi các bạn đầu tư thì nó đi kèm với rủi ro và tất nhiên mình đưa ra những cái ý kiến thì đây thì chỉ là những cái quan điểm cá nhân thôi nha các bạn, nó cũng không chính xác hoàn toàn đâu các bạn à. Cho nên một khi mà các bạn xác định đầu tư á thì nó sẽ đi kèm với rủi ro nha và với cái tình hình như hiện tại thì mình nghĩ giá nó còn xuống nữa nha các bạn. Rồi video chia sẻ của mình đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký, quà quả cho bên cạnh để đón xem những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.